Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, hợp tác Nga, Trung duy trì hòa bình toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh là trụ cột để duy trì hòa bình trên toàn cầu. Trong cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói, với tư cách là hai cường quốc, Nga và Trung Quốc nên tăng cường hợp tác và phản ứng mạnh mẽ trước những thách thức toàn cầu. Là hai lực lượng quan trọng và chủ chốt nhất trên thế giới, Nga và Trung Quốc nên ứng phó một cách dứt khoát trước những thách thức toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân cho hay, chúng tôi ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine bất chấp thực tế là Mỹ và Liên minh châu Âu, EU tiếp tục gây áp lực lên phía Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ không thay đổi quan điểm trong vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân cho rằng Mỹ luôn nhắm vào Nga và Trung Quốc, tìm cách duy trì quyền bá chủ trên toàn cầu, nhưng nhấn mạnh lịch sử và thực tế chứng minh rằng quyền bá chủ chắc chắn sẽ thất bại. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng không giống như các quốc gia phương Tây. Nga và Trung Quốc không tạo ra các khối quân sự và hợp tác quân sự của hai nước không nhằm chống lại các nước thứ ba. Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý quan hệ Nga-Trung trong lĩnh vực quân sự đang phát triển ổn định trên mọi lĩnh vực và cho biết ông mong muốn được hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với người đồng cấp Trung Quốc. Đây là cuộc trao đổi với đồng cấp nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trên cương vị mới. Ông Đổng Quân vừa được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Quốc hội, Trung Quốc khóa 14 bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi cuối tháng 12 năm 2023. Thay người tiền nhiệm Lý Thượng Phúc bị miễn nhiệm vào tháng 10 cùng năm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.